Xin chào các bác. Ngày hôm nay đầu quan Lâm có về trên tay được một mẫu đồng hồ rất đẹp đến từ thương hiệu của Seiko. Ở đây thì hôm nay em có một con Seiko hàng đã qua sử dụng lướt và nó thuộc bộ sưu tập Prospect Alpinist. Con này là hàng đã qua sử dụng lướt rồi. Về kèm thì nó sẽ có một cái hộp và hướng dẫn sử dụng của bộ máy Caliber 6R35 ở trên trên này và còn một cái thẻ bảo hành nội địa con này được bán ra tại nhật các bác nhé, à, 17 tháng 2 năm 2023. À, tên của nó là SBDC 087 sử dụng máy 6R35 và đây là cái series, Serial 50 của trên này. Nó hàng về thì còn full book hộp sổ thẻ đi kè SBDC 087 à, con này nó niêm yết bây giờ cũng khoảng tầm uh, 93.500 thì nó đâu đấy tầm khoảng 18, 17, 18 triệu hàng mới Đó. Còn cái này của em thì là đã qua sử dụng rồi Được uh, hơn một năm mà Tình trạng của con này thì cũng còn rất là đẹp Thoải mái để cho các bác dùng Con này thì uh, khi mà người ta thanh lý là người ta cũng đã lắp hết các cái mắt thừa vào đây rồi Do vậy là đồng hồ thì còn full dây các bác sẽ có sức sát nhẹ ở trên cái phần dây và khóa các bác nhé. Có sức răm lông mèo. Đó. Còn lại thì viền cũng có một tí sức răm. Nhưng mà nó còn đẹp lắm. Cái dây bên này thì gần như là không sức mấy. Như tình trạng của con này thì em đánh giá là nó cũng còn cực kỳ đẹp. Khoảng tầm 95% về ngoại hình. Các bác dùng một năm mà còn đẹp như thế này là tốt lắm rồi đường kính xe mặt ở đây em đo được nó khoảng tầm size 30 con này là size 39 khoảng 39 các bác nhé và dày của nó là khoảng tầm 12,8 mm lắc tu lắc em đo được ở trên chiếc này là 46,2 size này nó sẽ dành cho những anh em có cổ tay vừa và cổ tay nó nhỏ nhỏ khoảng tầm 15 đến 17 là chúng ta đeo sẽ rất đẹp và thoải mái trên này mặt số màu đen bộ cọc số con này sử dụng nó là cọc số index và nó làm dạng cọc tam giác và trên cái thân cọc thì nó hoàn thiện đánh bóng Rất là bóng Bắt sáng tôn Thiết kế với 3 kim và một lịch Các bác sẽ có logo ở 12 giờ Lịch ngày ở bên góc 3 giờ Chữ X của dòng ProSpec này Cơ tự động và chống nước 200m Con này thì nó có một cái vành benzen để xác định phương hướng ở Đặt bên trong cái mặt kính sapphire này Và xoay được hai chiều Còn lại dạ quang ở trên chiếc này Thì nó sẽ có trên thân của bộ kim Và đầu các chấm của 12 bộ cọc số thì đều có dạ quang để cho chúng ta dùng đầy đủ dạ quang các bạn nhé dòng này nó là dòng mà uh, nó là dòng leo núi ngày xưa của Nhật và như con này chống nước 200m thì các bác có thể lên rừng xuống biển thoải mái được với chiếc này bên hông thì sẽ có hai cái núm chỉnh giờ hai cái núm chỉnh một núm chỉnh giờ và một núm chỉnh vành benzen núm chỉnh giờ chính thì sẽ có gờ bảo vệ nhé gờ bảo vệ núm ở đằng sau thì em sẽ có các cái thông số cơ bản ở trên chiếc này Máy 6R35 Bản nội địa nhật made in Japan Chống nước của nó là 200m nước Kính là kính sapphire và thân thép không gì Bộ máy này thì sẽ có được tổng tất cả là 24 chân kính 21.600 tần số dao động Và con này của em nó là 47 Em xin lỗi là 70 giờ tích gót tối đa 70 giờ tích gót là khoảng 3 ngày 3 ngày các bác không đeo thì nó vẫn chạy bình thường Con này nó sẽ có một bộ dây thép đúc đặc hoàn thiện vai xước Đầu trên này là cỡ 20 Và dưới khóa là cỡ 18 các bác có thể sơ cua thêm một bộ dây da cho con này thì theo cỡ 20 18 là đeo hoàn toàn đẹp đó size 39 và lắc 46 nhé anh em tay 15 đến 17 là đeo được như tay em nó là tay 17 dây thì còn thoải mái cho đủ cho tay 19 20 máy 6 r 35 70 giờ thích cót chống nước 200m con này các bác đeo đi bơi biển hoàn toàn thoải mái không phải suy nghĩ gì kính sapphire đó một chiếc rất đẹp của nhà Seiko và đặc biệt là nó là hàng đã qua sử dụng lướt cho nên là các bác sẽ có mức chi phí rất là tiết kiệm con này chỉ có 10 triệu 900 mã của nó là 8442 10 triệu 900 nghìn đầy đủ hộp sổ thẻ và bảo hành 2 năm các bạn nào yêu thích chiếc này thì có thể truy cập trực tiếp ngay vào website đồng hồ quang lâm.com để đặt hàng hoặc là có thể liên hệ đến bên em theo các đầu số như là hotline 0834 này 69 6699 hoặc là số hotline 0915 559 883 còn nếu như ở gần thì các bác qua địa chỉ số 23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội để lên tay trực tiếp mẫu đồng hồ này. À, đồng hồ Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video về chiếc FBDC087 này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.